Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm về cây M41 VIP cùng cây Lowlan Song Kích được VNG tặng nhân dịp U23 Việt Nam chiến thắng trở về. Với chiến thắng ở đây thì chúng ta đã bước vào vòng chung kết và đá hơn U23 Qatar, một đội tuyển mạnh nhất và được coi là ứng cử viên vô địch. Úi dồi, Inter đen quá, mới vào đã làm Zumbai rồi. Mà đen thôi, đỏ thì nhấp nháy thôi. Ok. Chúng ta sẽ cùng sử dụng cây Lowlan Song Kích làm mao. Còn mình cận chiến sẽ dùng cây M41 VIP nha. Pha lúc nãy đang nhẽ là một cận chiến thằng tơ cơ, nhưng mình biết chắc là thằng này chưa sử dụng kỹ năng đặc biệt rồi. Khi mà chúng ta lao vào, cái xác suất của nó bật lên thì nó hiếp mình thì rất là cao. Này thì đứng im này. Hình như mình thấy con y tá ở phía sau. Úi dồi, gì đấy? Úi dồi. Vâng, trước sau đều có. Chặt trời. Này đi. Trước sau đều có này đi. Đúng không? À, nhấp nháy này. Em ơi, đừng nghe nó lừa đó. Úi dồi. Đéo thoát được. Không thể thoát được anh em ạ. Rồi, nó cận chiến chết hết rồi. Còn đúng mỗi con này. À, hình như có thêm một con nữa. Ghê quá, vâng. Phòng này cận chiến hơi bị ghê đấy. Anh em đâu? Lung linh là phải lên luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Bắt con gà rồi làm thịt gà. Từ từ anh em ơi, để ra đây nào. Đúng rồi, bạn đã đi đúng hướng. Nhưng cái thằng kia nó lại cản lối cái đích nào nhở. Vâng, chúng ta có duyên với nhau. Ui, thằng kia cũng cầm kìa, đẹp vãi. Vâng, công nhận cái cây này mắc đẹp luôn. Riêng về cái độ bá thì nó không bá. Còn đẹp thì nó nhất rồi. Nó hơn cả VIP mà. Đấy. Skill của nó thì chém rất là cùi bắp. Mắc cùi bắp luôn. Từ cái thì nó rất đẹp. Bọn kia đâu rồi nhỉ? Chán thế. Anh em đâu? Hình như còn mỗi một thằng này. Thái xoài. Ôi dồi ôi. Không thể thoát được cái bàn tay 5 ngón của những anh em chúng tôi. Gì đấy? Ơ kìa. Mãi. Đi qua nhau. Còn một quả lướt qua nhau. Ơ kìa. Tí nữa là đập báng súng vào mặt nó rồi. Tiếc thế. Và quả cuối cùng mà không được đập được máng súng vào bán nó, vào mặt nó thì đúng là hơi sai. Quả đấy liều sống liều chết gì cũng đập được. Mình khuyên các bạn nếu mà màn hình bé thì nên chuyển thành dạng một cái thật là dài để cho nó đỡ choán màn hình. Chứ thực sự mình chơi máy này nó màn hình nó bé quá à. Cầm cái gì to to một tí là nó choán màn hình không thể thấy được. Rất là khó chịu. Rồi, úi dồi ôi. Bay cái gì? Lầy thì bắt cua này. Té thôi. Ôi thôi. Vâng, mình đã chồng trận chị y tá rồi. Vâng, chị ấy bắt đầu hiếp. Hay lắm. Tại đây. Úi dồi ôi. Chị y tá đã phát hiện ra thằng khác. Mới chắc là đẹp dài hơn. Chị ấy đổi hướng rồi. Mình cũng té thôi. Ôi kìa, bị cận chiến rồi. Vãi xoài. Vâng, cái phòng này tham cận chiến đấy nhở. Bắn thôi, không cần cận chiến đâu. Ghê quá à. Không gặp đúng phòng mắc ghê. Ôi, bắt cua lỗi rồi. Biết ngay mà. Nhìn cái thằng kia đang bắn ấy thì phải xác định ngay trước mặt nó phải có cái gì cơ. Đấy. Úi dồi ôi. Rồi mà người nó bu lại, nó chặt chém nhưng không chết được thằng tơ ấy. Úi dồi ôi. Rồi nó ăn được rồi. Ghê quá à. Từ anh em ơi, còn đúng thằng cuối này. Bu vào chém đi. Đúng rồi. Anh em đâu? Đúng rồi. Đem chém được. Này thì bu vào chém này. Cái tội thích thể hiện à. Vòng này đi thể hiện. Tao sợ mày quá cơ. Ở đây. Á, lừa tì. Lừa tì này. Tao sợ mày quá cơ. Ôi. Cận nó à. Nhanh vậy.
cái phòng này nó cận chiến ghê quá. Được tặng Lâu Lan Sông Kích với lại M4 M1 VIP mà. Cái máu cận chiến nó phải dâng tràn lên tới não anh em ạ. À. Ngay cả mình đây mình còn thích cận chiến này. Đừng nói gì bọn nó cũng thôi. Đấy. Rồi đẹp ghê, đẹp không? Nó chạy đâu ấy? Ui thôi xong rồi. Cái đậu xanh. Hay thế. Từ 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 cho mình té cái nào. Làm gì mà căng vậy? Nó sấy như một vị thần ấy. Này thì sấy đấy. Ui tôi xong rồi. Ui nó lại bu một màn. Ơ kìa. Đậu xanh. Toàn giáp là giáp không vậy? Bộ này toàn xài Cortex City cơ mà. Ôi bom kìa. Đậu xanh quả bom. Quả bom. Ôi. Ơ kìa. Ôi tôi xong rồi. Thôi. Đâu phong. Này thì thể hiện này. Tao lại đốc vào đây. Ôi tôi ra đi. Phòng dưới bay. Hiện tại đang rất là đông. Và mình nghĩ là nên xài kiêu đặc biệt. Thì dễ liếm hàng hơn. Thay vì kiêu thường. Kiêu thường thì nó chỉ là mất giáp thôi. Không ăn luôn được. Giết nó. Đúng rồi. Này thì cố này. Con thanh niên vẫn cố đứng trên thùng hàng. Trong khi y tá thì nó đã đập véo vào mặt rồi. Cái thái độ không thể chấp nhận được. Thế là phải chết thôi. Đúng rồi. Ô kìa. Ô kìa. Sao bé không chết? Đâu rồi. Còn thằng đi này. Ô kìa. Sao bé không chết? Lại lên à. Thằng này nhây. Mày nhây với bố mày rồi đấy. Sai rồi bạn ơi. Ok. Rồi chúng ta sẽ cùng đến với trận tiếp theo. Ở dạng này đổi máy nên chơi nó cũng hơi tào lao. Với lại cái giọng mình nó thu sao ấy mà. Mỗi mic một giọng. Không thể hiểu được cái giọng mình nó thu kiểu gì mà hay thế. Thích thủy tinh rồi. Rồi, úi dồi ôi, đen thế. Vâng, cuộc tình dù đúng dù sai. Nhưng số đỏ thì nó hay nhấp nháy lắm bạn ấy. Rồi chết luôn rồi. Đậu xanh bọn này nó thích bắn luôn ấy. Cận chiến đi. Bu vào hiếp luôn. Không cần phải giết đâu. Đây rồi. Một bé này nhấp nháy này. Ok. Tuyệt vời. Úi dồi. Trận này mong là có hero. Đúng rồi. Mình nhấp nháy đúng lúc mà mình chĩa súng vào luôn. Mới ghê chứ. Một sự hợp tác rất là tuyệt vời. Nhuần nhuyễn đến từ NT cùng với một thành viên xài nhân vật là Naruto Noruta. Giết đấy. Úi dồi ôi. Tầm này không có hero thì hơi phí đấy. Hiếp. Đúng rồi. Giết nó. Giết đấy. Ô nó không chết kìa. Phải xoài. Thế lại bắn cover thôi. Đồng đội luôn là nhất. Đồng đội ấy rất là cao cả anh em ạ. Phải cứu nó rồi. Này đi. Hiếp đồng đội tao này. Rồi. Úi dồi. Tuy nhiên. Vâng. Parkour hay đấy. Parkour hay lắm cơ. Nhưng cơ bản thì không được. Không đoán được ý đồ của mình. Do đen thôi. Mà đỏ thì vẫn vậy. Là cái hero à. Hero đâu? Hero, đúng rồi. Hero, tuyệt vời. Tầm này sẵn sàng lao xuống và ăn tất. Úi dồi, tôi xong rồi. Lại có cận chiến. Thằng nào càng hứng chó thì cái thằng đấy càng dễ nằm xuống lắm anh em ạ. Á đủ, đứng im này. Anh Tơ kìa, chạy đâu ấy các bạn ơi. Đừng có móc lốp nha. Mình không thích móc lốp đâu. Vâng, cuộc đời này mình chỉ thích solo thôi. Móc lốp khó. Lung linh là phải lên luôn. Tớ ơi đây. Đây tớ ơi. Đây. Đây mà. Đây mà. Sau lưng. Úi dồi. Thằng nào cà mình thế. Thằng mất dạy. Đang tính trôn thằng tớ. Ok.